tiếp theo trong video hôm nay là một chiếc bàn Bedros. Chiếc này thì với cái vỏ đèn mạ vàng này, đèn của chiếc này là đèn bắp, đèn độc đáo luôn đấy. Kim của chiếc này là kim ở cọc giả quang này, các cọc số này được mạ vàng. Dây của chiếc này cũng là dây mạ vàng luôn thôi nhé. Mặt đáy inox và có in hình tên thương hiệu Bedros, núm zin logo và còn đang trong tình trạng hoạt động rất là tốt. Em sẽ đo size chiếc Bedros cho các bạn xem nhé. Size 34. Size 34. Chiếc Bedros này chạy máy cơ lên dây này. Hiện tại thì đang đầu rồi, sẽ ổn định rồi. Tóc cho tôi chị em với đồng hồ này nhé. Mã B9 giá 2.300.000 đồng. Mã B9 giá 2.300.000 đồng. Chiếc tiếp theo là một chiếc Bulova với cái mặt bao công cực kỳ là độc đáo này. Các tổng số chạy tiêu. Kim của chiếc này được bọc giả quang, tối rất là sáng các bạn nhé. Với cái vỏ tiền bằng thép không gì này, rất là sáng.